Hello and welcome back to our video. Xin chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với video thứ tư trong series Video học từ vựng siêu nhanh, siêu dễ. Lý do có sự hiện hành của video thứ tư là nhờ video thứ ba. Sau hai ngày phát sóng đã nhận được hơn 200 bình luận của quý khán thính giả. Hầu hết, quý khán thính giả đều thích nội dung video này và phương pháp học như thế này đang giúp quý khán thính giả tăng từ vựng rất nhanh và tự tin học tiếng Anh một cách nhanh nhất. Và video thứ tư như đã hứa ở bài trước, Mr. Định sẽ làm đầy đủ hơn. Có điều, video sẽ hơi dài một chút, quý khán thính giả hãy cố gắng xem tới hết video để cảm nhận và thu nạp được càng nhiều từ vựng càng tốt. Và nếu thấy hay, quý khán thính giả hãy tiếp tục comment I like this video dưới video này để Mr. Định có động lực ra video thứ năm cho quý khán thính giả. Hy vọng số lượng comment trong hai ngày đầu tiên phát sóng sẽ vượt qua video thứ tư. Ở trong video thứ ba, chúng ta đã học bốn từ. Ở video này chúng ta chỉ học có ba từ thôi. Thế nhưng, hiệu quả tăng từ vựng là 40 lần. Có nghĩa là quý khán thính giả sẽ học được 40 từ từ ba từ này. Thì xem video này là quý khán thính giả không cần dừng video và viết. Bởi vì sau mỗi từ, Mr. Định sẽ có một khoảng thời gian để cho quý khán thính giả viết toàn bộ các từ liên quan tới từ đó vậy quý khán thính giả hãy chuẩn bị giấy và bút và sẵn sàng theo dõi từ đầu tiên trong ba từ ở video này đó là từ hour từ thứ hai là từ out và từ thứ ba là từ end từ đầu tiên hour đây là một tính từ sở hữu có nghĩa là của chúng ta. Ví dụ, đây là nhà của chúng tôi. This is our house. Và khi chúng ta thêm các chữ cái vào trước từ our, chúng ta sẽ được những từ mới. Khi chúng ta thêm chữ h, chúng ta được từ giờ giấc, hour, hour. Ví dụ, cô ấy dành 6 tiếng để đọc sách mỗi ngày. She spends 6 hours reading every day. Và khi phát âm từ hour, chúng ta nhớ không phát âm là hour lược chữ hd hour đọc tương tự như tính từ sở hữu của chúng ta our. Tiếp theo nếu thêm chữ s chúng ta được tính từ chua, sour, sour. Ví dụ chanh thì phải chua rồi. Lemons are sour. Lemons are sour. Nếu thêm chữ fl chúng ta được danh từ bột, flower. flower quý khán thính giả tuyệt đối không đọc là floor chúng ta đọc là flower ví dụ chiếc bánh này được làm từ bột đấy this cake is made from flour hay như nếu chúng ta thêm chữ p vào trước thì chúng ta được động từ pour pour từ này thì lại đọc là âm O. pour rót Gió, ra ví dụ rót nước pour water và nếu thêm chữ f thì chúng ta được số bốn, for, for. Và nếu thêm chữ Y, thì chúng ta được tính từ sở hữu của bạn, your, your. Ví dụ, chiếc xe đạp của bạn, your bike. Và nếu thêm chữ C đằng trước, chữ T đằng sau, thì chúng ta sẽ được danh từ tòa án, court, court. Và nếu thêm chữ C vào trước hour, SE vào sau, như trong từ này, chúng ta được một danh từ quen thuộc, đó là khóa course. course. Ví dụ, tôi đang học một khóa online. I'm taking an online course. Và nếu thêm chữ S vào trước, CE vào sau, thì chúng ta được danh từ source. Source có nghĩa là nguồn. Ví dụ chúng ta nói nguồn năng lượng. Source of energy. Và nếu thêm ba chữ cái c o l vào trước chúng ta được danh từ cực kỳ thông dụng color. Color, màu sắc. Cũng là ba chữ cái nhưng là ba chữ cái khác h u m, chúng ta được danh từ humor. Humor, sự hài hước. Sense of humor. Ví dụ nói anh ta có khiếu hài hước, he has a good sense of humor. Hay như từ Tiếp theo, thêm ba chữ cái H-O-N, chúng ta được danh từ vinh dự, danh dự, honor, honor. Từ, từ này khi đọc, chúng ta sẽ bỏ chữ H đi. Chúng ta chỉ còn chữ honor, honor. She received an honor for her contributions. Cô ấy đã nhận được sự vinh danh vì những đóng góp của cô ấy. Bây giờ, quý khán tính giả hãy cùng nhìn lại các từ được hình thành từ từ hour chúng ta sẽ ghép theo vần hour hour sour Flower âm um, or, paw your court cause sauce âm um, a uh, color humor honor và bây giờ sẽ là thời gian cho quý khán thính giả viết ra giấy Từ tiếp theo chúng ta sẽ đến với từ out. Đây là một giới từ. Có nghĩa là ngoài. Out. Khi chúng ta thêm AB vào trước từ này, chúng ta được giới từ tiếp theo. About. Có nghĩa là về. Còn nếu thêm chữ SH vào trước, chúng ta được động từ shout. Shout. Hét lên. Ví dụ, cô ấy đang hét lên kìa. She's shouting hay như nếu thêm chữ S và chữ T và chữ H vào sau từ out, thì chúng ta được danh từ South, South, miền Nam. Ví dụ, I live in the South, tôi sống ở miền Nam. Và nếu thêm chữ SC vào trước, chúng ta được danh từ scouts scouts có nghĩa là trinh sát. Ví dụ, họ là những trinh sát. They are scouts. They are cows. Nếu thêm chữ Y và đằng sau thêm chữ H, chúng ta được danh từ tuổi trẻ. Youth. Youth. Ví dụ, don't waste the youth. Đừng lãng phí tuổi trẻ. Và nếu thêm chữ R, chữ Y vào sau, thì chúng ta được danh từ lộ trình. Root. Root. Ví dụ, chỉ cần đi theo lộ trình này thôi. Just follow the route. Bây giờ, quý khán thính giả sẽ cùng nhìn và đọc lại các từ chúng ta học được từ từ out. Chúng ta cùng đọc look and repeat. Out, about, shout, south, scout, youth, root. One more time. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Out, about, shout, south, scout, youth, root. Và bây giờ sẽ là thời gian cho quý khán thính giả ghi chép những từ này. Từ số 3, chúng ta sẽ đến với từ and. Vừa là động từ, vừa là danh từ. Động từ là kết thúc. Danh từ cũng là sự kết thúc. Còn có nghĩa là một điểm nữa. Từ này, chúng ta có thể học được rất nhiều từ trong bài ngày hôm nay. Nếu quý khán thính giả còn ngồi lại đến thời điểm này ở video, Mr. Định chắc chắn quý khán thính giả sẽ không hối hận và lãng phí thời gian của mình. Bởi từ and này, chúng ta học được rất nhiều các từ thông dụng. Quý khán thính giả hãy cùng theo dõi ví dụ thêm chữ s chúng ta được động từ send là gửi ví dụ i'm trying to send an email tôi đang cố gắng gửi một bức thư điện tử và tiếp theo nếu thêm chữ t vào trước thì chúng ta sẽ được một động từ tend tend động từ này có nghĩa là chăm sóc ví dụ tôi đang chăm sóc bệnh nhân she's tending a patient tend và nếu như thêm chữ L, thì chúng ta được động từ quen thuộc, đó là cho mượn, cho vay, lend, lend. Ví dụ, tôi sẽ cho bạn mượn tiền, I will lend you money. Hay nếu thêm chữ B, thì chúng ta được động từ cong, bend, bend. Ví dụ, anh ấy đang cúi xuống. He's bending his body. Và nếu như thêm chữ M, thì chúng ta được danh từ và động từ mend. Nếu là danh từ có, có nghĩa là chỗ vá và động từ có nghĩa là vá lại, hàn gắn. Ví dụ, I can't mend your heart. Tôi không thể hàn gắn được trái tim của bạn. Và nếu thêm chữ am vào trước, chúng ta được động từ sửa đổi amend. Amend. Ví dụ, Hóa đơn này đã được sửa rồi. This bill was amended. Hay nếu như thêm chữ R vào trước and, chúng ta được động từ rand, xé toang ra. Ví dụ, anh ấy đang xé toang cuốn sách. He's rending the book. Và nếu như thêm chữ SP vào trước, chúng ta được động từ tiêu xài, spend, spend. Ví dụ, Cô ấy thường tiêu rất nhiều tiền. She often spends a lot of money. Và nếu như thêm hai chữ cái BL vào trước, chúng ta được danh từ và động từ trộn. Blend. Blend. Danh từ có nghĩa là hỗn hợp. Hoặc là hợp chất. Ví dụ, This is a good blend of tea and milk. Đây là một hỗn hợp ngon giữa trà và sữa và nếu như thêm ba chữ cái o f f thì chúng ta được động từ offend offend có nghĩa là xúc phạm ví dụ cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã bị xúc phạm she thinks she was offended và nếu như thêm chữ t r vào trước end chúng ta được danh từ trend trend có nghĩa là xu hướng khuynh hướng ví dụ giá vàng đang có khuynh hướng tăng lên gold is on the upward trend và nếu như thêm ba chữ cái d e p thì chúng ta được động từ depend depend có nghĩa là phụ thuộc giới từ đi sau thường là giới từ on phụ thuộc vào ai ví dụ he just depends on his mother he just depends on his mother anh ấy chỉ phụ thuộc vào mẹ anh ấy thôi và nếu thêm ba chữ int chúng ta được động từ intend intend có nghĩa là có ý định dự định ví dụ chúng tôi dự định đi tới úc vào năm tới we intend to go to australia next year và nếu thêm ba chữ khác ext chúng ta được từ extend extend có nghĩa là mở rộng và nếu thêm ba chữ att thì chúng ta được động từ có mặt attend attend ví dụ anh ấy đã có mặt ở cuộc họp he attended the meeting he attended the meeting quý khán thính giả lưu ý sau động từ attend chúng ta không dùng giới từ nào cả bây giờ chúng ta sẽ thêm cả vào trước và sau từ and ví dụ thêm chữ v vào trước or vào sau chúng ta được danh từ người bán hàng rong vendor vendor ví dụ anh ấy là một người bán hàng rong he's a vendor he's a vendor và một từ rất hay gặp trên các giấy tờ khai báo đó là gender gender giới tính ví dụ giới tính nam giới tính nữ, male gender, female gender. Và tiếp theo, nếu chúng ta thêm ba chữ cái L, E, G vào trước từ and, chúng ta được danh từ legend, legend, huyền thoại. Ví dụ nói, ông ấy là một huyền thoại. He's a legend. He's a legend và tiếp theo một danh từ quen thuộc khác nếu chúng ta thêm ba chữ cái f r i chúng ta được từ friend friend bạn bè ví dụ họ là bạn đấy they are friends và từ cuối cùng chúng ta có thể học được liên quan tới từ and đó là từ endure endure nếu chúng ta thêm vào sau ba chữ cái u r e endure từ này có nghĩa là chịu đựng ví dụ anh ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực he had to endure lots of pressure bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại và đọc lại các từ chúng ta có thể học được từ từ and đây là một từ cho ra rất nhiều từ mới trong bài này quý khán thính giả hãy cùng đọc lại với mr định and sand tanned land band manned Amend, rend, spend, blend, trend, friend, offend, intend, attend, extend, depend, gender, vendor, endure. One more time, please. Sook ta đọc lại. And send, tend, lend, bend, mend, amend, rend, spend. blend trend friend offend intend attend extend depend gender vendor endure và bây giờ sẽ là thời gian cho quý khán thính giả ghi chép lại toàn bộ các từ liên quan tới từ end hãy đừng quên comment i like this video để quý khán thính giả sẽ có video thứ năm tốt hơn hay hơn và hiệu quả hơn thank you for watching and goodbye